Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhá. Tiếp tục thì hôm nay em lại đi giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất giá rẻ nữa nhá. Đất xào giá rẻ, view đẹp. Đó, như các bác thấy cái view toàn bộ này cực kỳ đẹp nhá. Đây là cái đất của mình đây. Đó. Thì cái view này nó là ngoài trung tâm huyện các bác nhá. Đó, trung tâm huyện. Ở đây thì nó là thuộc xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất này có tổng diện tích là hơn 5.000 m², khoảng 6.000 m² nha các bác, gần 6.000 m². Thì nó ngay sát vách đường nhựa ngay ngoài này, ngay đường lớn đây. Đường lớn thì đi vào trong này tầm khoảng 50 m ở cái đất của mình. Đây em ra đường lớn quay cho bác xem. Đó, đường lớn là xe đi này. Ở đây thì chạy ra tới trung tâm của xã Phúc Thọ thì nó mất tầm khoảng hơn 2 cây số các bác nhá. Hơn 2 cây số đi đường nhựa này. Đấy, ra tới ngã ba giao nhau. Rồi đi xuống khoảng 1 cây số nữa là tới trung tâm của xã Phúc Thọ là hơn 2 cây thôi. Còn đi hướng này là ra tới trung tâm huyện này thì nó hơn 7 cây. Đi tầm hơn 10 phút là ra tới trung tâm huyện rồi. Đấy, đường nhựa như thế này luôn. Rộng rãi, thoải mái, đi lại dễ dàng. Đấy, đường điện các thứ ngoài này. Mình xây nhà, mình kéo điện vào, gọi điện lực lực vào là họ kéo vào cho mình nhá. Rất là tuyệt vời, đường xá dễ dàng. Khu dân cư nhá, hàng quán ở ngay đây là 3-4 cái tạp hóa ngay đây này các bác này. Đấy, ngay cái khúc cua này. Đấy, nhà cửa dân cư ở đây khá là đông. Thì đi vào trong đám đất của mình rơi vào tầm khoảng 40 m là đụng cái đất của mình. Là 6.000 m² nhá. Đấy, 6.000 m², gần 6.000 m². Cái view cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cái đường này đi thẳng xuống dưới kia. Dưới ngay chỗ cái bụi cỏ các bác này là hết đường rồi, là sổ chỉ hiển thị đường tới đấy thôi. Thì đây là cái khung đất của mình. Đấy, toàn bộ trải dài đó, từ cái khúc này, bờ đất trên này của người ta, bờ đất dưới này của mình này, tới cái giáp cái những cái cây cao cao này. Đó. Đấy, đổ xuống thẳng xuống đây. Là tổng diện tích chỗ này là gần 6.000 m² các bác nhá, gần 6.000 m². Cái view rất là đẹp và cái chất đất, đất đỏ Ba Gian nhá, rất là tốt luôn. Ta đang trồng bắp. Đó. Và trồng dâu, nuôi tằm. Rất là xanh tốt này. Ở đây thì mát mẻ các bác, tại vì trên đồi cao thì gió thổi vi vu. Các bác nào xây nhà nghỉ dưỡng chỗ này thì tuyệt vời, vừa nghỉ dưỡng vừa làm vườn nhá. Đấy, đất chỗ này thì nó bằng trang này, từ chủ đất người ta ủi một đường người ta trồng bắp các bác. Đó, trồng những cái bắp này, cái ngô á. Đấy, view rất là thoáng nhá, nhìn xung quanh bao quát luôn. Em đang quay ở ngay 12 giờ trưa các bác nhá. Đỉnh điểm giữa trưa rồi. Lô này thì 6.000 m² đang được bán với cái giá chỉ có 1.650.000.000 thôi. Sổ sách đầy đủ, hiện tại là lô này là có 2 sổ. Đó. Thì các bác nào vừa tầm tài chính thì mua lô này giá rất là rẻ luôn. Thì thường thường là 3 xào, hơn 3 xào một tí thì nó đã rơi vào tầm 1.5 tỷ đến 1.6 tỷ rồi. Đấy là giá rẻ đấy. Còn giá này là cực rẻ luôn rồi các bác. Tại vì nó là 6.000 m² mà. Mà giá chỉ có 1.650 tỷ là giá rất là rẻ. Mà đường xá rất là dễ dàng đi lại nhá. Đấy, đường điện nhà nước rồi khu dân cư. Từ đây chạy ra tới cây xăng á, thì nó mất tầm khoảng 800 m là ra tới cây xăng nhà nước ngoài đó rồi. Còn chạy ngược lại á, là đi về trung tâm xã Phúc Thọ, còn chạy ra đây là trung tâm huyện, chỉ có hơn 7 cây thôi. Đường xá rất tiện ích. Đây, cái đường của mình là tới đây này. Đó, cái đường về mình, về mình ủi làm cái đường rộng hơn nha. Đó. Thì phía dưới này các bác thấy nó cũng chảy dài, nó lại rồi nó bằng trên. Còn phía dưới này nhá, phía dưới này thì nó hơi dốc nhẹ thôi, dốc nhẹ thôi, mà nó không ảnh hưởng gì hết, mà chất đất rất là đẹp các bác. Chất đất vẫn cứ là đẹp. Cái đất của mình là tới cái khúc đây, cái bờ đất cao cao các bác này, tức là cái bắp ở phía dưới kia này của nhà người khác nhá. Cái bờ đất chỗ có cỏ này này. Đấy, chảy dài qua bên này, phía cái mấy cái cục đá bên này là hết phần đất của mình. Cái đất của mình nó cũng khá là vuông đó. Khá là vuông. Chỗ này thì bạt ngàn dâu luôn.
dâu rất là xanh tốt luôn. Đó, dưới đây thì cái ao của nhà người ta, ao nhà người khác thì mình xin sử dụng nhờ cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Còn không thì mình cứ khoan giếng thôi. Ở đây khoan giếng thì rơi vào tầm 60 đến 70 mét là nước đó, là đụng nước rồi. Là mình thả tầm 40, hơn 40 mét là nước vi vu. Đấy, ngay ở trên cái khúc này ta còn đào ao như thế này ở nước đó, thoải mái quá nhá. Đó, đứng ở phía nào ở trên đất của mình á cũng đều thấy view nha. Đấy, rất là thoáng luôn, rất là đẹp. Bên này người ta cũng đang làm view các bạn ạ. Trung tâm huyện ngoài đó thì chạy ra có hơn 7 cây. Đi tầm hơn 10 phút là ra tới trung tâm huyện rồi. Đấy, cái đất của mình thì nó lại như thế này. Đó, em thấy nó chiều ngang nó rất là rộng luôn, từ khúc này chạy dài qua tút đầu kia. Đấy, thì đâu đó nó tầm khoảng 6 đến 70 mét. Thì chạy sâu của nó tầm 80 đến 90 mét. Đấy, mà khu vực này nó lại gần trung tâm, đường xá thì dễ dàng. Giá rất là ngộp rồi, đang cần bán, đang cần tiền rồi. Thì đưa ra cái giá là 1.650 tỷ. Thì đâu đó người ta thương lượng một chút nào đó thì mình cứ vào mình thương lượng giá cả thôi, gặp chủ thương lượng nha. Thì theo em nghĩ thì chắc tầm 1.6 tỷ là họ bán các bác. Đấy, căng lắm thì tầm 1.6 tỷ là họ bán thôi. Tại vì bây giờ cái diện tích lớn nha các bác, cả 6.000 m2 mà. Mà nói gần trung tâm đường xá dễ dàng, gần với trung tâm huyện nữa. Đấy, có hơn 7 cây thôi. Chất đất rất là đẹp nha. Đường nhựa ngay ngoài này, đường lớn luôn. Khu vực này thì vẫn đang là đất trồng cây lâu năm các nhá. Em check quy hoạch thì vẫn đang là đất trồng cây lâu năm. Rồi tương lai thì nó sẽ có bản quy hoạch mới về cái con đường phía ngoài này. Nó sẽ có thổ cư cho mình thôi. Thì em đo được là cái thổ cư nó từ cái nhà kia kìa. Từ cái nhà có bồn nước này, ất về bên ngoài, mạng bên ngoài bên kia. Thì cái thổ cư ấy, nó phải xuống tới nửa đất của mình các bác. Xuống tới nửa đất của mình. Nhưng mà tới cái nhà đấy là hết phần thổ cư rồi, hết phần phủ hồng rồi. Còn toàn bộ cái dải này là đang là đất trồng cây lâu năm. Đấy, sổ sách là đất trồng cây lâu năm. Như bên này là người ta cũng dựng nhà đây, dựng nhà tôn này các bác này. Các bác mua về thì mình dựng nhà tiền chế cũng được, nhà gỗ cũng được, thoải mái thôi. Mình nghỉ dưỡng mà. Đấy, còn các bác nào làm vườn thì mình làm cái chòi cũng được các bác. Chòi xây nhỏ nhỏ thôi là mình ở các bác. Trên này thì nó bằng trang luôn. Đấy, sổ thì hai sổ hồng thôi nhá, mình công chứng ngay. Ngay đường nhựa phía trên. Giá nó quá là rẻ các bác. Thường thường em đi chọn lọc toàn đa số là giá ngộp, giá rẻ nhất khu vực á thì em mới đăng. Còn nếu mà nó có mặt cao hơn khu vực thì em không có đăng. Tất cả những lô mà em quay đều có chọn lọc hết nha. Nên là các bác yên tâm về cái giá cả. Nó ngộp, nó bao giờ nó cũng rẻ hơn khu vực hết. Đó, đây mình xây nhà cái góc này tuyệt vời các bạn này. Chỗ này tại vì chỗ này nó râm, nó mát, nó nhiều cây á, nó mát mẻ. Cái view cũng rất là thoáng nhá. View xung quanh rất là thoáng luôn. Đó, nếu mà các bác nào mà muốn ngắm view thì chắc xây nhà ở khúc đầu kia thì ngắm view được cái trung tâm huyện ngoài này. Đó, trung tâm huyện ngoài này. Bên này thì người ta đã rào rồi nha, rào nó rõ ràng rồi. Đây, rào sắt, rào kẽm gai đây. Đó, còn bên này thì tính từ bờ đất lên. Đấy, bờ đất cà phê của người ta. Còn lại phía dưới này là của mình, tầng dưới là của mình. Đó, rồi các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhé. Đất thì diện tích gần 6.000 m2, giá bán là 1.650 tỷ. Khu vực dân cư ở nhá, hàng quán các thứ rồi đường xá, đường điện đầy đủ luôn. Mình về khoan giếng thôi và xây nhà ở thôi. Nếu mà các bác nào nghỉ dưỡng, canh tác vườn rược như trồng cây ăn trái thì
tuyệt vời các bác. Ngắm view. Đấy, nó rất là nhiều ưu điểm luôn. Đấy, gần đường, gần điện, gần trung tâm, khu dân cư, view đẹp, diện tích lớn. Và nữa là cái nhược điểm của nó là nó có một chút xíu là đi vào trong này. Là đất của mình là có cái đường đi vào thôi. Đấy, đường xá ngon lành, ô tô vào tận đất mình mà. Mình về mình sửa sang cải tạo thêm. Có tí xíu thôi là đi vào cái đất của mình nó dễ dàng. Vì đường hiện tại vẫn là đường ô tô nha. Đường ô tô xuống tận đất của mình rất là dễ dàng. Mình về mình đổ bê tông chừng khoảng 40 mét thôi. Đấy, hai bên nhà với nhau. Đổ đường có tí xíu vào đây vào đất của mình thì nó dễ dàng hơn nha. Đấy, nó có tí xíu nhược điểm đó thôi. Còn lại là cái ưu điểm lớn của mình là cái view các bác. Rất là đẹp. Và nữa là nó gần với trung tâm huyện, trung tâm xã. Từ đây mà lên tới Đà Lạt thì nó mất chỉ có 51 cây số thôi. 51 cây. Còn Sài Gòn mà lên chỗ em là 260 cây nhá. Đó. 260 cây. Đường toàn đường nhựa. Rồi các bác quan tâm thì liên hệ qua cho em nhá. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.